mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề nhiệt miệng chảy máu cam. Thưa quý vị và các bạn, theo trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế, thời tiết oi bức, khói bụi ô nhiễm khiến cơ thể ăn ít, không ngon miệng, khiến cho sức đề kháng giảm sút, cộng thêm nhiều người thích ăn đồ cay nóng, dễ sinh ra nhiệt, làm nóng trong người gây chảy máu cam và nhiệt miệng. Hậu quả của nóng trong người là nhiệt độc tích tụ lâu ngày, làm suy yếu hệ miễn dịch trong cơ thể, làm dễ bị nhiễm khuẩn, nhiễm trùng, nhất là nhiễm trùng đường tiết niệu, sinh dục, tiêu hóa. Nhiệt độc lâu ngày còn có nguy cơ thâm nhập phần huyết, gây chứng huyết nhiệt, có thể dẫn đến sốt cao, xuất huyết dưới da, chảy máu cam, rối loạn thành mạch. Giải pháp để hết nóng trong người cần phải thanh nhiệt giải độc, thanh nhiệt lương huyết bằng các loại thảo dược thiên nhiên dễ tìm, dễ sử dụng trong đó ưu tiên thảo dược có vị đắng, tính mát hoặc hàn, tác dụng thanh nhiệt, chống khô khát trong người, nhuận tràng, giải độc, mát gan như kim ngân, xài đất, cỏ mực, cúc hoa, sắn dây, huyền sâm, sinh địa, so má, cỏ chanh, mã đề, rau ngô, sắc uống trong ngày. Đối với trường hợp nhiệt miệng, thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải khuyến cáo cần ăn nhiều sắn dây, rau xanh, hoa quả giảm bớt tình trạng thiếu vitamin B2, C, để phòng tránh tình trạng viêm nhiệt miệng nên uống nước nhiều, khoảng từ 2 tới 2,5 lít nước, thậm chí 3 lít nước trên ngày vào những ngày nắng nóng. Ngoài ra cũng có thể dùng nước ép như dưa chuột, củ đậu, cà chua, cà rốt, ăn canh rau có tính chất mát như là mướp, khoai lang, rau rền rất tốt cho người có cơ địa nhiệt. Ăn nhiều các loại hoa quả như cam, chanh, thanh long, chuối, bưởi cung cấp nhiều vitamin để giảm bớt tình trạng nhiệt miệng. Nếu tình trạng kéo dài và không thuyên giảm, cần đi khám bác sĩ để được tư vấn điều trị kịp thời. Nguyên nhân và giải pháp của tình trạng chảy máu cam Chia sẻ về tình trạng mùa nóng hay chảy máu cam, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quốc Thái cho rằng do nhiều nguyên nhân, chảy máu cam có thể do thành mạch mũi có vấn đề, có thể mũi chưa vệ sinh hoặc thói quen ngoái mũi cũng khiến mũi chảy máu. Nằm điều hòa cũng có thể khiến mũi bị khô, dễ bị chảy máu mũi, vì vậy nên sử dụng điều hòa đúng cách. Tuy nhiên những người bị chảy máu cam thường do thành mạch mũi yếu hoặc có kèm biểu hiện liên quan đến hô hấp trên thì nên khám chuyên khoa tai mũi họng. Nếu bệnh vẫn không giảm, vẫn còn biểu hiện cần phải đi khám chuyên sâu hơn, có thể làm xét nghiệm máu. Có thể ngăn chặn được cúm A. Theo một nghiên cứu mới thì cúm A sẽ giảm được sự nhân lên của virus bằng việc ngăn chặn protein ký chủ đối với việc gắn kết và đóng băng sự tương tác. Virus cúm A là một tác nhân gây bệnh thường gặp ở người. Hàng năm có đến 250.000 tới 500.000 người bị chết trên thế giới. Mặc dù vaccine và một số thuốc kháng virus có tác dụng, nhưng yếu tố quyết định là hiểu được sự tương tác giữa virus cúm và ký chủ ở mức độ phân tử nhằm xác định tổn thương trên ký chủ gây ra bởi virus cúm. Hiểu biết mối tương tác này có thể mang đến phát triển các lựa chọn điều trị mới, các nhà nghiên cứu nhận thấy hậu quả đột biến bộ gen virus nhằm chống lại protein ký chủ tạo ra sự kết nối arn virus không chính xác và dừng sự nhân lên sự cân bằng giữa hai arn thông tin của virus phải được duy trì cho virus nhiễm vào tế bào ký chủ và nhân lên việc điều hòa gắn kết hai protein virus là bước quan trọng trong tương tác virus và ký chủ điều này đưa đến phát triển thuốc chống virus mới trong thời gian sắp tới ô nhiễm không khí làm tăng tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân. Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí y khoa The BMG cho thấy ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông tác động tiêu cực đến sức khỏe của thai nhi và có liên quan đến việc gia tăng nguy cơ trẻ sơ sinh nhẹ cân. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự gia tăng các chất gây ô nhiễm không khí liên quan đến hoạt động giao thông, đặc biệt là PM2.5, làm tăng từ 2% đến 6% tỷ lệ trẻ sinh ra nhẹ cân và 1% đến 3% tỷ lệ thai nhi nhẹ cân hơn so với tuổi thai. Ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của thai nhi. Kết quả nghiên cứu nhằm kêu gọi xây dựng và triển khai các chính sách bảo vệ môi trường, thông qua đó cải thiện chất lượng không khí ở các khu vực thành thị. Quý vị và các bạn thân mến, ăn quá nhiều cơm trắng khiến người Việt mắc bệnh tiểu đường gia tăng. Thói quen ăn nhanh tăng nguy cơ đột quỵ và rượu vang đỏ chứa chất oxy hóa có lợi cho phụ nữ đó là những thông tin chính được phát trong chương trình ngày mai mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi một thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình hưng yên xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt